là một trong những điểm yếu của Nam Định mùa này khi họ mới chỉ ghi được 9 bàn thắng cho tới thời điểm hiện tại. Không có gì là nguy hiểm. Vào lúc này thì ở nhóm cuối Nam Định có 10 điểm, Thành phố Hồ Chí Minh có 9 điểm và Sài Gòn thì có 7 điểm. Cái này hai vòng đấu thì câu lạc bộ Nam Định vẫn còn vô vàn khó khăn, vì lúc đó thì họ đang cùng điểm số với câu lạc bộ Sài Gòn. Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã khác. Nếu như giải quyết tốt trận đấu trên sân Thiên Trường mà chúng ta đang theo dõi thì Nam Định càng có thêm được cơ hội để bứt tốp và tạo ra cho mình một vị trí an toàn hơn. Ngày hôm qua đã diễn ra các cặp đấu ở vòng đấu này khi Đông Á Thanh Hóa vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số 2-0. Và Thành phố Hồ Chí Minh thì để thua trước câu lạc bộ Topline Bình Định ngay trên sân nhà với tỷ số 1-2. Ngày hôm qua là một trận đấu mà cho tới những phút thi đấu cuối cùng thì Topline Bình Định đã có những bàn thắng vô cùng quan trọng và tạo ra những phút cuối vô cùng kịch tính. Những diễn biến như vậy là điều mà người ta đang mong muốn được thấy ở các trận đấu ở V-League vào thời điểm này. Quý vị và các bạn đang theo dõi trận đấu giữa Nam Định và Sông Lam Nghệ An. Trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu thứ 12 của giải bóng đá vô địch quốc gia Nations League 1 2022. Trận đấu do Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam VTV Cáp và Công ty Cổ phần Giải pháp Truyền hình Thế hệ mới Next Media phối hợp thực hiện. Toàn bộ những diễn biến của giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 1 và giải hạng nhất quốc gia sẽ được chúng tôi tường thuật trực tiếp toàn bộ để gửi tới quý vị và các bạn trên các kênh sóng của hệ sinh thái thể thao VTV Cup. Vòng đấu thứ 12 sẽ còn hai cặp đấu vào ngày mai khi SHB Đà Nẵng gặp Viettel, và tâm điểm tất nhiên sẽ là trận đấu giữa hai đội bóng dẫn đầu Hà Nội gặp Hoàng Anh Gia Lai. Trung Hiếu, pha xoay sở không thành công vừa rồi là của Hoàng Xuân Tân. Quyền kiểm soát vẫn đang thuộc về câu lạc bộ Nam Định. Đội bóng có lẽ là đã vào trận với một tư tưởng tấn công nhiều hơn cho những phút đầu tiên này. Ở những phút vừa qua thì câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An chơi với một đội hình có lẽ là tương đối thấp. Nhiều khả năng là ông Huy Hoàng sẽ để cho đội bóng của mình chơi phòng ngự phản công ở trận đấu ngày hôm nay. Sân Thiên Trường vẫn là một trong những sân đấu duy trì số lượng khán giả vượt trội ở mỗi vòng đấu của V-League. Đây là Nguyễn Văn Sĩ, huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Nam Định. Sau kết quả thuận lợi ở vòng đấu thứ 11 thì mọi thứ có lẽ là cũng đã nhẹ nhàng hơn một chút. Mặc dù vậy thì cách biệt điểm ở thời điểm này của câu lạc bộ Nam Định và nhóm xếp sau chưa phải là một cách biệt gì đó để cho các cổ động viên Nam Định có thể yên tâm. Trong suốt những năm vừa qua thì họ liên tục hàng năm đều phải lo lắng cho cuộc chiến chủ hạng của mình. Oseni, trong một mùa giải mà ở giai đoạn đầu lực lượng ngoại binh của câu lạc bộ Nam Định được coi là không tốt thì vị trí của đội trưởng Trần Trung Hiếu đã nổi lên là một nhân tố cực kỳ quan trọng. Cầu thủ này chơi với một nguồn năng lượng có thể nói là dạt dào, có mặt ở hầu hết những điểm nóng và có lẽ là phần nào đó cũng giúp cho hàng phòng ngự của câu lạc bộ Nam Định giải tỏa được nhiều sức ép. Ở vòng đấu trước thì Sông Lam Nghệ An chỉ có được một điểm. Họ có trận hòa không bàn thắng trên sân nhà trước Đông Á Thanh Hóa và đã hụt hơi trong cuộc chạy đua với Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai. Sau trận thua câu lạc bộ Hà Nội thì Sông Lam Nghệ An tiếp tục chỉ có được một điểm trên sân nhà ở vòng đấu thứ 11 và cũng đã có khá nhiều những vấn đề đối với đội bóng của huấn luyện viên Huy Hoàng được giới chuyên môn chỉ ra. Bình Nghĩa, quả tạt không tốt. Như đã nói thì đây là một trong hai cặp đấu của vòng đấu thứ 12 diễn ra trong buổi chiều ngày hôm nay. Vòng này thì BKMX Bình Dương đang dẫn trước câu lạc bộ Sài Gòn với tỷ số 2-0. Ở nhóm các đội bóng đang tham dự V-League 1 thì Sài Gòn đang yếu thế nhất. Nếu như để thua trong trận đấu ngày hôm nay, khả năng lớn thì họ sẽ chôn chân ở vị trí cuối bảng và vẫn chỉ có được 7 điểm. Vào thời điểm này thì hai đội bóng của Thành phố Hồ Chí Minh đều đang gặp khó khăn. Ngày hôm qua Thành phố Hồ Chí Minh mặc dù rất cố gắng nhưng họ đã không duy trì được sự tập trung
và để cho đối phương có được những bàn thắng ở những phút cuối và trắng tay. Rất hay, đó là cú hãm bóng của Pagan, nhưng đồng đội của anh thì lại xử lý lập bập. Và xử lý vừa rồi là của Đinh Mạnh. Ở những thời điểm đầu trận thì Nam Định sử dụng khá nhiều những đường truyền dài lên phía trên, thì họ có Victor Mansaray và Fagan trong biên khá hay. Vasco Mario. Vasco Mario là cầu thủ pha phạm đá phạt nhanh của cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Mặc dù vậy thì trọng tài Hoàng Thanh Bình đã yêu cầu các cầu thủ áo trắng cần phải thực hiện lại. Đây là pha xoay sở của Blasco Mario, người mà huấn luyện viên Huy Hoàng đánh giá là có kỹ thuật cơ bản rất tốt. Ở mùa giải năm ngoái thì Blasco Mario còn chơi ở Australia. Quả đá phạt trực tiếp và là thử thách với thủ môn Đinh Xuân Việt. Cự ly là vào khoảng 26m tới khung thành của đội chủ nhà. Quế Ngọc Hải là người đang đứng trước bóng. Cú đá Quế Ngọc Hải đi cao hơn so với khung thành của Đinh Xuân Việt. 10 phút thi đấu đầu tiên đã trôi qua. Tỷ số vào lúc này đang là 0-0. Chúng ta cùng xem lại cú đá này của Quế Ngọc Hải. Và lúc này thì trên khán đài của sân vận động Thiên Trường có sự góp mặt của huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Park Hang-seo. Đây đang là thời điểm mà vào tháng 9 đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ có một giải đấu giao hữu. 4 đội bóng tham dự và với nhiều người thì những khách mời là những khách mời vừa tầm để cho đội tuyển quốc gia có được những trận đấu cọ sát cần thiết. Trong những ngày vừa qua thì các đội tuyển trẻ của Việt Nam cũng đã thi đấu những trận chung kết của mình. U19 Việt Nam đã có được ngôi vị vô địch khi họ giành thắng lợi ở loạt luân lưu. Trong khi đó thì đội tuyển U16 Việt Nam ngày hôm qua đã thất bại trước Indonesia. Cả Sông Lam Nghệ An và Nam Định vào lúc này đều đang sử dụng khá nhiều những đường truyền dài lên phía trên. Khi mà Nam Định với sự góp mặt của Fagan và Victor Mansaray, với nhiều người đã có thể coi là họ hoàn thiện hơn hệ thống ngoại binh của mình, thì với Sông Lam Nghệ An đó lại là điểm khác biệt mà họ chưa có được. Với đội hình hiện tại của Sông Lam Nghệ An, nếu như họ có những cầu thủ ngoại binh tốt đều thì lúc đó sẽ là một ứng cử viên thực thụ. Xoay sở quá chậm. Trung Hiếu, tỷ lệ kiểm soát bóng của Nam Định đang là tốt hơn ở những phút thi đấu vừa qua. Bóng đá đi hết đường biên. Khả năng phối hợp giữa Đinh Viết Tú và Mai Xuân Quyết ở khu vực hành lang cánh trái chưa được đảm bảo. Trọng tài vừa phải nhắc nhở với Thái Bá Sang và Fagan. Họ đã có một tình huống va chạm không bóng với nhau. Mọi thứ được giải quyết.
hợp luôn tên. Hối hợp luôn. Xuân Quyết. Mái đầu rất ấn tượng của Xuân Quyết, nhưng với các cổ động viên của Nam Định thì họ chờ đợi một màn trình diễn ấn tượng hơn đến từ cầu thủ này. Xuân Quyết không có lỗi. Trọng tài Hoàng Thanh Bình đứng gần với pha va chạm và có thể coi quyết định vừa rồi là một quyết định chính xác. Cầm bóng nhiều hơn nhưng vẫn chưa có được một cú sút nào về khung thành đối phương. Ở phương diện này thì các cầu thủ Nam Định cần phải cải thiện. Đúng là Sông Lam Nghệ An không chơi với một đội hình được bố trí cao. Ở phía trên họ chỉ cắm một mình OC. Bên phía phần sân nhà thì cao trò của huấn luyện viên Huy Hoàng vẫn đang làm tốt nhiệm vụ để kiềm tỏa với những chân sút nguy hiểm của Nam Định, đó là Phạm An và Victor Masaray. Ở mùa giải năm nay thì Phạm Anh Hùng đã có được một bàn thắng cho câu lạc bộ Nam Định. Khu vực phòng ngự là nơi mà Mạnh Hùng và Ali Sơn vẫn đang cùng nhau quán xuyến tương đối tốt. Họ chỉ gặp vấn đề trong các trận đấu trên sân khách, các trận đấu gặp những đối thủ lớn. Ở trên sân nhà thì hai cầu thủ này vẫn luôn luôn giúp cho đội bóng của mình có được những màn trình diễn tương đối ấn tượng. Đây là động tác tiểu xảo của Đinh Viết Tú đối với Blasco Mario, điều mà cầu thủ người Tây Ban Nha sẽ phải làm quen. Đánh đầu! Xuyên chút nữa có bàn thắng mở tỷ số cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Cầm bóng ít hơn đối phương nhưng có nhiều cơ hội hơn cho tới thời điểm này, từ quả đá phạt trực tiếp của Quế Ngọc Hải cho tới pha đánh đầu vừa rồi của Oseni. Mọi thứ diễn ra là tương đối trọn vẹn với pha bóng vừa rồi. Tiếp tục là những pha phối hợp tương đối hời hợt. Phạm Văn Đức yếu hơn so với Trung Hiếu ở tiếng tranh chấp tay đôi. Nhưng nếu như hệ thống phòng ngự của câu lạc bộ Nam Định truyền hỏng nhiều đến như vậy thì nhiều khả năng là họ sẽ phải trả giá. Bóng không tới được vị trí của Sĩ Hoàng. Xuân Mạnh. Ở vị trí của mình thì Xuân Mạnh đang chơi rất hay. Cú sút xa, Phạm Văn Đức rất nguy hiểm. Xoay người và sút ngay. Phạm Văn Đức mùa này luôn ghi được những bàn thắng đẹp mắt. Hãy cùng xem lại pha bóng này. Rất tự tin. Ta vừa được xem lại và dứt điểm của Phạm Văn Đức, người đã có 2 bàn thắng mùa này. Ở mùa giải hôm nay thì Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh là những cầu thủ thường xuyên ghi bàn cùng nhau. Họ ghi bàn ở các trận đấu gặp Hoàng Anh Gia Lai và trận đấu với câu lạc bộ Hải Phòng. Điểm chung của những bàn thắng mà Phan Văn Đức đã sở hữu mùa này đó đều là những pha lập công đẹp mắt. Bóng thường xuyên được tìm tới vị trí của Oseni. Trong vai trò tiền đạo mục tiêu thì các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đang cố gắng để tận dụng Oseni trong những tình huống xoay lưng và làm được. Tranh chấp rất nhanh. Cơ hội dành cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Hơi mạnh một chút, Oseni không vào.
Đó là sự nguy hiểm mà lối chơi của Sao Lam Nghệ An đang mang đến với khung thành của câu lạc bộ Nam Định. Chỉ cần các tiền vệ của câu lạc bộ Nam Định chậm một chút thôi, ngay lập tức là một tình huống áp sát giành lại quyền kiểm soát bóng và đẩy bóng lên phía trên một cách nhanh nhất. Pha bóng vừa rồi là một điểm cộng cho Blasco Mario ở ngày đầu anh thi đấu ở V-League. Bóng chỉ đi trên cột dọc một chút. Blasco Mario ngay lập tức áp sát và sau đó mở ra cơ hội cho đồng đội. Rõ ràng là Đình Mạnh đang gặp phải một vấn đề rất lớn với những pha xoay sở của mình. Cho tới thời điểm này thì đội bóng áo trắng đã có được 3 cơ hội rõ rệt. Số lượng tình huống dứt điểm của Nam Định cho tới thời điểm hiện tại là con số 0, mặc dù họ là đội bóng cầm được nhiều bóng hơn kể từ khi bắt đầu hiệp đấu đầu tiên. Trên khán đài thì sân vận động Thiên Trường, các cổ động viên của Nam Định đang hô vang yêu cầu các cầu thủ của đội chủ sân Thiên Trường phải chơi tập trung hơn. Đúng là như vậy. Chần chừ một chút là ngay lập tức khiến cho khung thành đội nhà gặp nguy hiểm. Phút thứ 20, hiệp một trận đấu giữa hai câu lạc bộ Nam Định và Sông Lam Nghệ An. Tỷ số bóng này đang là 0-0. Những cơ hội nguy hiểm nhất của câu lạc bộ Sông Lam đang thuộc về Oseni. Một cú đánh đầu và một cú dứt điểm đi sát cột dọc. Sao Lam Nghệ An đang thiếu đi Olaha bởi chiếc thẻ đỏ trực tiếp mà anh phải đón nhận ở trận đấu gặp câu lạc bộ Hà Nội. Trong đó thì Nam Định đang có được những sự lựa chọn được coi là tốt nhất của mình. Sự vắng mặt của đội chủ nhà duy nhất là Hạ Long, cầu thủ đã bị đau từ trận đấu gặp câu lạc bộ Viettel. Nhưng lẽ ra với những con người này, với khả năng kiểm soát của mình thì các cầu thủ Nam Định sẽ phải chơi tốt hơn so với những gì mà họ đã trải qua kể từ đầu trận đấu. Sĩ Hoàng. Và ngày mai sẽ diễn ra hai cặp đấu còn lại của vòng đấu thứ 12. Trên sân nhà thì SHB Đà Nẵng sẽ gặp Viettel. Trong khi đó thì Hà Nội sẽ gặp Hoàng Anh Gia Lai. Ở nhóm đầu bảng xếp hạng đang là Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai, Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng. Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng đang bằng điểm nhau. Cách biệt giữa họ và vị trí dẫn đầu đang là 6 điểm. Ở trên bảng xếp hạng thì Hoàng Anh Gia Lai cũng đang kém Hà Nội 4 điểm trước khi bước vào trận cầu được coi là tâm điểm ở vòng đấu thứ 12 này sẽ diễn ra vào ngày mai. Đó sẽ là trận đấu muộn nhất của vòng đấu thứ 12. Ra chân ngay. Thêm một tình huống sút nữa. Cả hai tình huống dứt điểm của các cầu thủ Nam Định đều là những pha bóng không tốt. Đường chuyền của Mai Xuân Quyết. Với đà băng vào của mình thì lẽ ra Mai Xuân Quyết trong pha bóng trước đó phải có được một cú sút tốt hơn. Với Victor Mansaray và với Fagan thì Nam Định càng có lý do để tận dụng nhiều hơn những pha bóng tầm cao. Fagan vừa rồi đã phạm lỗi với Xuân Mạnh.
phần nào đó thì Fagan đang có phần hơi nôn nóng. Trước đó thì anh có tình huống va chạm không bóng với Thái Bá Sang ở tình huống vừa rồi, có những tác động quá mức cần thiết trong tình huống tranh chấp ở khu giữa sân với Xuân Mạnh. Ở trên khán đài có thể nhận thấy sự góp mặt của huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo, cùng với đó là trợ lý Lee Chang-jin và huấn luyện viên thể lực Park Sung-gun. Rõ ràng những phút vừa qua là những phút cực kỳ khó khăn với câu lạc bộ Nam Định. Họ có phần là áp đảo với đối phương ngay từ đầu, nhưng khoảng 5 phút vừa qua là những phút mà lối chơi của Sông Lam Nghệ An thể hiện được sự hợp lý hơn. Quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ khách. Không có lỗi và trận đấu vẫn đang tiếp tục hết sức quyết liệt. Mai Sĩ Hoàng, những tình huống tranh chấp có thể nói là không khoan nhượng. Người địch đang tới hồi gay cấn. Với Nam Định là đội bóng đang nằm ở một trong ba vị trí cuối bảng, và một Sông Lam Nghệ An có lẽ là cũng muốn tìm lại cơ hội của mình trong đường đua của top 3. Ta sẽ cùng chứng kiến lại quả đá phạt góc vừa rồi của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Cự ly đội hình của đội bóng áo trắng đang được duy trì tốt. Trong khi đó thì câu lạc bộ Nam Định vào lúc này đã không còn duy trì được ưu thế ban đầu nữa. Xuân Tân, ở phía trên của câu lạc bộ Nam Định thì Fagan và Mansaray chưa tìm thấy nhau. Cảm giác bóng trong những pha khống chế của Diogo Fagan trong vừa qua là không tốt. Và bóng dài cho tới thời điểm này vẫn không phải là một giải pháp hay đối với đội chủ nhà. Đúng là đã có sự thay đổi. Bóng này thì các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã cầm trịch được mọi thứ tốt hơn. Thế Nhật, cảm giác là trong những tình huống xử lý của câu lạc bộ Nam Định bên phía phần sân nhà khi bị đối phương pressing là hết sức là bập. Tiêu biểu là pha xoay sở của Đình Mạnh khiến cho Blasco Mario đã tranh chấp tốt với anh, giành lại quyền kiểm soát và mở ra cơ hội cho Oseni. Mario, Sĩ Hoàng đã có lỗi. Pha phạm lỗi của đội trưởng Trần Trung Hiếu. Phạt của Phạm Văn Đức đã tương đối có lực nhưng không chính xác, vừa rồi là của Đình Hoàng.
đúng là cự ly của cầu thủ Sơn Lam Nghệ An đang được duy trì tốt hơn. Họ có thể dễ dàng tìm thấy nhau trong những pha phối hợp và cũng luôn sẵn sàng cho những tình huống bóng thứ hai. Trên sân thì một cầu thủ của Nam Định đang bị đau. Mà sau này bị đau sau pha tranh chấp cùng với Mai Sĩ Hoàng. Những diễn biến cho tới thời điểm này khi 2/3 thời gian thi đấu của hiệp 1 trôi qua cho thấy là đội khách đang tiềm tàng nhiều dấu ấn nguy hiểm hơn. Họ đã sở hữu những cơ hội thực thụ với những tiếng dứt điểm, chỉ thiếu đi một chút chính xác của Oseni. Nhưng mọi thứ được duy trì một nhịp mà các cầu thủ Sông Lam Nghệ An có sự chủ động hơn. Trong đó thì ngược lại là các cầu thủ chủ nhà Nam Định đang phối hợp với nhau tương đối rời rạc và giải pháp với những đường truyền dài lên phía trên của họ không phải là một giải pháp hay. Treo bóng của Phạm Mạnh Hùng và lại là một tình huống treo bóng sâu giống với những gì mà Xuân Quyết đã làm trước đó. Đây là phút thứ 30 hiệp 1 trận đấu giữa hai câu lạc bộ Nam Định và Sông Lam Nghệ An. Trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu thứ 12 của V-League vẫn đang có tỷ số hòa 0-0. Rất nhanh. Chân dậy, không vào. Không hiểu là các tiền vệ trung tâm của Nam Định đã ở đâu khi mà các cầu thủ Sông Lam Nghệ An thực hiện pha phối hợp vừa rồi. Cú sút được thực hiện bởi Trần Đình Tiến, nhưng trước đó là một bóng đánh thẳng vào khu trung lộ, nơi mà Phạm Văn Đức có quá nhiều khoảng trống. Sông Lam Nghệ An đang hưng phấn và họ đang tìm kiếm bàn thắng dẫn trước. Lần này là một pha đưa bóng vào ở tầm thấp không thành công. Chắc chắn là phải có thẻ. Thái Bá Sang, một chiếc thẻ vàng. Bắt buộc phải phạm lỗi để ngăn chặn tình huống băng lên của Diogo Fagan. Vừa rồi là chiếc thẻ vàng thứ 3 của Thái Bá Sang ở mùa giải năm nay. Màn sao này, Fagan không được. Thiếu đi một chút sức dấn cần thiết để vượt qua được trung vệ của Sông Lam Nghệ An. Bối cảnh đang thi đấu mờ nhạt ở mặt trận tấn công thì những tình huống cố định như quả đá phạt góc này sẽ là vô cùng nguy hiểm. Các cầu thủ Việt Nam Định đang trông chờ vào điều này. Trung Hiếu và Thế Nhật lại tiếp tục tranh cãi với nhau. Cả hai đều tiểu xảo có thừa. Bây giờ
giờ thì tới lượt hai đội trưởng là Quế Ngọc Hải và Trung Hiếu tiếp tục tranh cãi. Mạnh Hùng đang phải yêu cầu đội trưởng của mình cần phải tỉnh táo hơn. Thì đã có bàn thắng mở tỷ số cho câu lạc bộ Nam Định, và đúng như những gì đã nói, những tướng cố định đang trở thành thứ đặc sản nguy hiểm dành cho đội chủ nhà. Mai Xuân Quyết và sau đó là Victor Mansaray. Đó có thể coi là cơ hội nguy hiểm đầu tiên mà cầu thủ Nam Định có thể làm được ở trận đấu này. Những pha phối hợp tấn công của họ hết sức rời rạc, những nhân tố trên hàng công không tìm thấy nhau. Và như vậy thì giải pháp sẽ chỉ tới từ những quả đá phạt mà thôi. Oseni vẫn đang là cầu thủ sâu làm Nghệ An. Đinh Tiến phút thứ 35 của hiệp 1. Số lượng những tình huống dứt điểm của Sông Lam Nghệ An là nhiều hơn. Họ cũng đang kiểm soát bóng tốt hơn, chơi bóng có nhịp hơn. Nam Định đang đứng trước một cội lớn khi họ được chơi trên sân nhà ở một vòng đấu mà Thành phố Hồ Chí Minh đã thất bại, và Sài Gòn khả năng lớn cũng như vậy. Nếu như có được một kết quả tốt thì đó sẽ là đà để vượt lên vô cùng thuận lợi dành cho đội bóng Thành Nam. Nhưng Sông Lam Nghệ An thì không dễ dàng để cho điều đấy xảy ra. Đội bóng này đang xếp ở vị trí thứ 3, và trong cuộc cạnh tranh với Hà Nội và Hoàng Gia Lai thì họ đang bị chững lại. Ở vòng đấu thứ 12 này thì đội bóng nghỉ thi đấu là câu lạc bộ Hải Phòng. Hải Phòng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cũng đã có được 17 điểm, bằng điểm với câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và đang đứng ở vị trí thứ 4. Với thắng lợi ngày hôm qua trên sân của Thành phố Hồ Chí Minh thì Topline Bình Định cũng đã có được 17 điểm. Xuân Mạnh, Hosseini tranh chấp tốt, Phan Văn Đức, liên tiếp là những tiếng lập bập đến từ cầu thủ cả hai bên. Mansaray, Trung Hiếu đã có đủ thời gian để cho cầu thủ Sông Lam Nghệ An có thể lùi về. Xuân Quyết không thể đưa được bóng vào phía trong, và sẽ có phạt góc dành cho câu lạc bộ Nam Định. Ở tình huống phạt góc trước đó thì Nam Định đã sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên cho trận đấu ngày hôm nay của họ. Hãy cùng chờ đợi cơ hội này đến với đội chủ nhà. Cầu thủ sẽ thực hiện quả đá phạt góc cho câu lạc bộ Nam Định là Mai Xuân Quyết. Không được, một lần nữa lại là một bóng lộn xộn, nhưng không có một cầu thủ nào của Nam Định có thể tiếp cận được với trái bóng.
ta sẽ cùng xem lại bóng vừa rồi. Tiếp tục là tình huống tiếp cận của Victor Mansaray. Cho tới thời điểm này thì thẻ phạt duy nhất mà trọng tài Hoàng Thanh Bình đã sử dụng là thẻ vàng dành cho Thái Bá Sang. Và với chiếc thẻ vàng này thì trung vệ của Sông Lam Nghệ An cũng sẽ phải vắng mặt ở vòng đấu tiếp theo. Anh đã nhận 3 thẻ vàng kể từ đầu giải. Trung Hiếu hơi chậm. Đinh Hoàng. Trong những phút cuối của hiệp 1 này thì mọi thứ đang chững lại với cả hai bên. Những tình huống bóng chủ yếu diễn ra ở khu vực giữa sân. Và các cầu thủ thì phối hợp với nhau hiếm khi tới được đường truyền thứ tư. Hiệp 1 của trận đấu trên sân vận động Thiên Trường đã bước sang phút thi đấu thứ 40. Cuộc đối đầu giữa Nam Định và Sông Lam Nghệ An vẫn đang có tỷ số hòa 0-0. Và đây là cơ hội. Bóng vẫn không đi vào khung thành của thủ môn Đinh Xuân Việt. Pha thoát xuống và dứt điểm của Phan Văn Đức trong bối cảnh mà hàng phòng ngự của câu lạc bộ Nam Định ở phòng vừa rồi đã quá mất tập trung. Một chút nữa thôi là Phan Văn Đức đã có thể có được bàn thắng thứ 3 cho cá nhân anh ở mùa giải năm nay. Hoàng Văn Khánh sẽ là sự thay đổi người của huấn luyện viên Huy Hoàng. Những phút cuối của hiệp 1 rồi. Thái Bá Sang gặp chấn thương và không thể tiếp tục được nữa. Ở mùa giải hôm nay thì người vào thay thế cho Thái Bá Sang là Hoàng Văn Khánh cũng đã phải có những quãng thời gian nghỉ thi đấu để điều trị cho chấn thương. Trong suốt những phút có mặt ở trên sân thì Thái Bá Sang đã thường xuyên phải đeo bám đối với Diego Fagan và anh tương đối vất vả với nhiệm vụ này. Đó là sự thay đổi người đầu tiên và tương đối bất đắc dĩ của huấn luyện viên Huy Hoàng. Mai Sĩ Hoàng trong ít phút thi đấu vừa qua. Sông Lam Nghệ An vẫn là đội bóng được coi là kiểm soát mọi thứ tốt hơn. Họ đang phải chơi trên sân khách, nhưng nỗ lực để bám đuổi những đội bóng hàng đầu như Hà Nội và Hoàng Gia Lai là thứ giúp cho huấn luyện viên Huy Hoàng và các học trò của ông nung nấu quyết tâm và có được một thế trận hợp lý hơn so với đội chủ nhà. Mansaray không được. Người đã ngăn chặn đó là Thế Nhật. Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa tình huống ngăn chặn chính xác của trung vệ Sông Lam Nghệ An. Về mặt lý thuyết thì ba trung vệ tốt nhất của Sông Lam Nghệ An ở mùa giải này với sự chuẩn bị của huấn luyện viên Huy Hoàng sẽ là
Quế Ngọc Hải, Hoàng Văn Khánh và Thái Bá Sang. Bây giờ khi Hoàng Văn Khánh trở lại sau chấn thương thì tới lượt Thái Bá Sang lại đang gặp vấn đề. Sút xa, rất thiếu chính xác. Nhịp xoay sở đầu tiên là cực kỳ hợp lý, nhưng cú đá tiếp theo của Đình Tiến là một cú đá quá thiếu chính xác. Không còn nhiều thời gian nữa cho hiệp đấu đầu tiên. Chưa có bàn thắng nào được ghi trên sân vận động Thiên Trường ngày hôm nay. Câu lạc bộ Nam Định đã vào cuộc khá thoải mái. 10 phút đầu tiên thuộc về họ, nhưng sau đó thì mọi thứ thay đổi. Với một lối chơi hợp lý, cự ly đội hình được duy trì tốt, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã nắm quyền kiểm soát mọi thứ. Họ có được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, đặc biệt là những tình huống dứt điểm của Oseni. Trên băng ghế dự bị của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An ngày hôm nay thì huấn luyện viên Huy Hoàng đã chuẩn bị mọi thứ có thể nói là tương đối cẩn thận, có được đầy đủ những sự thay thế cho các vị trí ở trên sân một cách hợp lý. Ngày hôm nay thì ở khu giữa sân, khả năng cầm nhịp của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã tốt hơn khá nhiều. Blasco Mario là một cái tên mới ở V-League, nhưng anh cũng đã ít nhiều để lại dấu ấn trong những phút thi đấu vừa qua. Thời gian đá bù giờ của hiệp 1 là 1 phút. Thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn đều sẽ thua ở vòng đấu thứ 12 này. Và như vậy là cơ hội đang được mở ra lớn cho Nam Định, nhưng họ cần phải biết nắm vận mệnh của riêng mình bằng một nỗ lực nhiều hơn. Xuân Tân, khi có khoảng trống thì lẽ ra Fagan và Xuân Tân cần phải xử lý nhanh hơn. Oseni, có lẽ là hiệp 1 sẽ dừng lại ở tỷ số này. Chỉ có 1 phút đá bù giờ và trọng tài Hoàng Thanh Bình đã nổi còi kết thúc hiệp 1 trận đấu giữa Nam Định và Sông Lam Nghệ An trong khuôn khổ vòng đấu thứ 12 của giải bóng đá vô địch quốc gia Đại Hội V-League 1. Một trận đấu mà Sông Lam Nghệ An, đội bóng đang xếp ở vị trí thứ 3, và Nam Định, đội chủ nhà, đều có những động lực của riêng mình. Mặc dù vậy thì ở hiệp đấu đầu tiên đã không có bàn thắng nào được ghi. Đội khách
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng trở lại với sân vận động Thiên Trường để tiếp tục theo dõi hiệp 2 trận đấu giữa hai câu lạc bộ Nam Định và Sông Lam Nghệ An. Trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu thứ 12 của giải bóng đá vô địch quốc gia Nai Úc V-League 1 2022. Kết quả của hiệp 1 là 0-0. Trong một thế trận không có nhiều yếu tố hấp dẫn thì Nam Định đội bóng đang nắm trong tay cơ hội rất lớn để bứt khỏi nhóm cuối bảng, khi những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ ở nhóm này là Thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn đều đã bại trận ở vòng đấu thứ 12, lại không có được một thế trận tốt. Sông Lam Nghệ An ở trong hiệp 1 chỉ lập bập trong khoảng 10 phút đầu tiên, còn sau đó thì mọi thứ đã thuộc về họ một cách tương đối chắc chắn. Ở tuyến giữa thì tân binh Brasco Mario đã thể hiện được tốt vai trò của mình, cầm nhịp và giúp cho lối chơi của Sông Lam Nghệ An trở nên uyển chuyển hơn. Ở phía trên thì Oseni, Phan Văn Đức đều đã có những cơ hội của họ, nhưng các chân sút của Sông Lam Nghệ An thì chưa thể ghi bàn. Hùng ơi, đừng có sân bóng nhanh quá. Không sân bóng chậm thôi mình mới xử lý được. Ở trong hiệp 2 của trận đấu này thì các cầu thủ chủ nhà Nam Định sẽ chấn giữ thành phía bên phải màn hình của quý vị và các bạn. Đây là một trong hai cặp đấu diễn ra trong buổi chiều ngày hôm nay. Trận đấu đã kết thúc, BKMX Bình Dương vượt qua câu lạc bộ Sài Gòn với tỷ số 2-1. Ngày hôm qua cũng đã diễn ra hai cặp đấu đầu tiên của vòng đấu này. Trên sân nhà, Đông Á Thanh Hóa vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số 2-0. Trong khi đó thì ở trận đấu còn lại, Thành phố Hồ Chí Minh để thua trước Top Line Bình Định với tỷ số 1-2. Trên bảng xếp hạng của V-League vào lúc này thì Hải Phòng, Top Line Bình Định và Sông Lam Nghệ An đang bằng điểm nhau. Trước khi trận đấu này kết thúc thì chúng ta sẽ biết được là Sông Lam Nghệ An có được sự bám đuổi với Hoàng Anh Gia Lai hay không. Khoảng cách của Sông Lam Nghệ An với đội bóng dẫn đầu Hà Nội trước khi bước vào vòng này là 6 điểm. Họ kém Hoàng Anh Gia Lai 2 điểm. Một thắng lợi sẽ giúp cho Sông Lam Nghệ An tạm vươn lên vị trí thứ 2. Và ngày mai thì Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai sẽ đá với nhau trên sân vận động Hàng Đẫy, trận đấu muộn nhất của vòng đấu thứ 12 và là trận cầu tâm điểm. Brasco Mario, đây là tân binh mới nhất của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, người được huấn luyện viên Huy Hoàng đánh giá là có kỹ thuật cơ bản cực tốt, và những diễn biến ở hiệp 1 cũng cho thấy là Brasco Mario có được một màn trình diễn không tồi. Ở hiệp 1 thì huấn luyện viên Huy Hoàng đã phải sử dụng một quyền thay đổi người. Ông phải đưa Hoàng Văn Khánh vào sân để thay thế cho Thái Hóa Sang gặp chấn thương. Trong hiệp 1, cơ hội nguy hiểm nhất của câu lạc bộ Nam Định là pha phượt đá phạt góc bên phía hành lang cánh phải của họ. Một bóng mà Victor Mansaray thiếu đi một chút cảm giác để có thể có được bàn thắng. Sau khi chuyển tới chơi cho Nam Định thì Victor Mansaray cũng đã có được một bàn ở vòng đấu thứ 11. Một tín hiệu tương đối tích cực. Trong vòng đấu thứ 12 này, Sông Lam Nghệ An không có sự góp mặt của Olaha. Anh tiếp tục bị treo dọa bởi chiếc thẻ đỏ đã phải nhận ở trận đấu gặp câu lạc bộ Hà Nội. Bên phía Nam Định thì họ thiếu vắng đi trung vệ Hạ Long, người đã gặp chấn thương từ trận đấu gặp câu lạc bộ Viettel. Ở giai đoạn này thì Nam Định đã có được Pagan, có Victor Mansaray, và họ cũng mới ký hợp đồng với Đặng Thanh Hoàng, trung vệ đã từng có tên trong danh sách của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai nhưng không đá một phút nào cả cho đội bóng phố núi. Trước khi bước vào vòng đấu này thì câu lạc bộ Nam Định có được 10 điểm. Vòng này khi hai đội bóng của Thành phố Hồ Chí Minh đều đã để thua thì các đội bóng này đều sẽ dừng lại ở điểm số của họ là 9 và 7 điểm. Sĩ Hoàng, ở vòng đấu thứ 13, với những diễn biến này thì người ta sẽ được chứng kiến một trận chung kết ngược của giai đoạn lượt đi ở nhóm cuối. Sài Gòn sẽ gặp Thành phố Hồ Chí Minh. Oseni, sẽ là một tình huống dứt điểm từ xa nữa, cũng đã được thực hiện bởi Mai Sĩ Hoàng. Nhưng đúng là ngày hôm nay cầu thủ phòng ngự của câu lạc bộ Nam Định hơi mất tập trung.
Đây là pha xử lý của Blasco Mario. Sợi dây kết nối của Blasco Mario cùng với các cầu thủ còn lại trên hàng tấn công của câu lạc bộ Sô Lam Nghệ An là tương đối tốt. Và có lẽ là Phan Văn Đức là rất hợp để có một người đồng đội như Blasco Mario thi đấu ở bên cạnh như vậy. Trong suốt quãng thời gian vừa qua thì ở vị trí tiền vệ trung tâm, câu lạc bộ Sô Lam Nghệ An vẫn thiếu đi một người có khả năng làm mềm hóa mọi thứ, giống như cái cách mà Blasco Mario đang chơi vào lúc này. Trong quãng thời gian này thì người ta cũng nhắc nhiều tới việc là nếu như Hồ Khắc Ngọc có thể quay trở lại để thi đấu cho Sô Lam Nghệ An thì đội bóng này sẽ có được một lối chơi tinh tế hơn và có được sức cạnh tranh lớn hơn. Đình Hoàng thêm một tiếng dứt điểm từ xa nữa. Ngày hôm nay là ngày mà các cầu thủ Sô Lam Nghệ An rất tích cực sút xa. Cho dù cho tới thời điểm hiện tại thì chỉ có tình huống dứt điểm của Phan Văn Đức được coi là nguy hiểm, nhưng cũng đã có tới 4-5 cú sút ở khoảng cách từ 25m được thực hiện bởi các cầu thủ áo trắng. Đang lên tú Diệp ơi. Không kịp. Sẽ có một quả đá phạt góc. Tất nhiên là các cổ động viên của sân Thiên Trường thì rất hào hứng với những cơ hội như thế này. Cơ hội duy nhất ở trong hiệp 1 của họ, cơ hội nguy hiểm duy nhất đến từ một quả đá phạt góc. Sẽ là quả đá phạt góc được thực hiện bởi Hoàng Xuân Tân. Vẫn còn thêm một quả đá phạt góc nữa. Oceni có một pha bóng có thể nói là không thực sự an toàn. Lần này thì Oceni đã làm tốt nhiệm vụ của anh khi lùi về tham gia hỗ trợ phòng ngự. Mạnh Hùng liên tiếp là những đường nhồi bóng bổng vào khu vực 16m50. Người ta đã nói tới tính đơn điệu trong cách và Nam Định đã chơi mùa giải năm nay. Ở hiệp 1 thì họ cũng sử dụng chủ yếu là những đường bóng dài, tận dụng vào khả năng tì đè và can lướt của Victor Mansaray và Diogo Fagan. Thì đó là lối chơi mà tất cả các đối thủ ở V-League đều đã nắm rõ. Nếu thắng, Nam Định sẽ có được một cách biệt điểm số được coi là an toàn hơn với hai đội bóng của thành phố Hồ Chí Minh. Còn nếu thắng, câu lạc bộ Sô Lam Nghệ An sẽ tạm vươn lên vị trí thứ hai. Đoàn Thanh Trường và Nguyễn Hữu Định đã được đưa vào sân. Hai cầu thủ của Nam Định phải rời sân là Đình Mạnh và Minh Nghĩa. Ở mùa giải hôm nay thì Nam Định mới chỉ có 2 trận thắng. Trận thắng gần nhất của họ là trận thắng trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong một cuộc đấu của những người cùng khổ như đội bóng ở các vị trí cuối bảng xếp hạng. Không được. Nhưng dù sao đó là cách mà cầu thủ Nam Định có thể nghĩ tới khi họ đẩy cao đội hình pressing ở ngay khu vực 16m50 của đối thủ và sau đó là tận dụng cơ hội. Cú đá vừa rồi là của Fagan.
Hoàng Văn Khánh. Đó là sự thay đổi người của huấn luyện viên Viên Huy Hoàng khi hiệp 1 chỉ còn ít phút, khi mà trung vệ Thái Bá Sang đã gặp phải một chấn thương. Người vừa phạm lỗi đó là Phạm Mạnh Hùng. Đình ơi, Đình ơi, Đình đứng sâu quá lên. Phan Gan, Phan Gan. Mười phút thi đấu của hiệp hai đã trôi qua và tỷ số vào lúc này vẫn đang là 0-0. Pha Gan. Mario. Khi mà Nam Định bắt đầu đẩy cao đội hình hơn thì họ cũng đang cho thấy là mục tiêu tìm kiếm thắng lợi cho trận đấu ngày hôm nay, bởi không còn một cơ hội nào tốt hơn như thế này khi những đối thủ ở nhóm cuối đều đã để thua. Cả Thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn đều đã để thua, và thậm chí là ở vòng đấu tiếp theo những đội bóng này sẽ phải đối đầu trực tiếp với nhau. Và đây chính là cơ hội để cho Nam Định vươn lên, tìm cho mình một vị trí an toàn hơn. Thêm một tình huống phạm lỗi nữa của Mạnh Hùng. Tân ơi, Tân ơi, Tân ơi, Tân ơi, Tân ơi, chơi đá. Quay mặt lại kìa, quay mặt lại kìa. Kìa Hùng. Thôi đừng, đừng, đừng lùi nữa đi. Ở trong hiệp 1 thì huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ và thậm chí là các cổ động viên ở trên khán đài sân Thiên Trường đều đã phải nhắc nhở cầu thủ của mình cần phải tập trung hơn. Bóng không tới được vị trí của Oseni. Xuân Mạnh đã có bàn thắng từ tình huống đánh đầu ở trận đấu gặp câu lạc bộ Hải Phòng. Đối với nhiều người thì Xuân Mạnh đang chơi ở vị trí tương đối khác với những gì được coi là sở trường của anh trong quãng thời gian trước đây. Masaray, Pha Gan. Chậm mất rồi. Trung Hiếu. Điều quan trọng nhất với đội bóng áo vàng có lẽ là họ cần phải nhanh hơn, quyết đoán hơn. Mai Xuân Quyết. Không hiểu ý. Đúng là mọi thứ diễn ra với cầu thủ Nam Định là tương đối rời rạc. Những đường truyền thiếu đi độ chuẩn xác cần thiết. Đấu tiếp theo Nam Định sẽ phải tới làm khách trên sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trong khi đó thì câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An sẽ làm khách trên sân hàng đẫy của Viettel. Oseni.
Hữu Định là người đã phạm lỗi với trung phong của Sông Lam Nghệ An. Vắng Ola Hà thì rõ ràng nhiệm vụ của Oseni trở nên nặng nề hơn. Đây là nhóm các cổ động viên của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Dù ít hơn khá nhiều nhưng họ liên tục đã có được khả năng cổ vũ động viên cho các cầu thủ áo trắng. Nào định phản công. Man sao đây? Không tới được vị trí của Fagan. Man sao đây? Từ một cơ hội, bóng được luân chuyển lại quay ngược trở lại sân nhà. Cách thức triển khai của cầu thủ Nam Định đang gặp vấn đề. Và đây là một tình huống 3-3 dành cho Sông Lam Nghệ An. Dứt điểm, không vào. Mọi thứ là cực kỳ nguy hiểm với khung thành của Đinh Xuân Việt. Cầu thủ Nam Định đang khẩn trương việc tận dụng những pha lên bóng nhanh. Ta vừa được chứng kiến pha solo của Phan Văn Đức. Victor Masaray đã có một bàn trong áo của đội bóng mới. Hàng loạt những lùm xùm xung quanh những chuyển nhượng của anh và cuối cùng thì anh cập bến câu lạc bộ Nam Định. Ngay lập tức ở trận đấu đầu tiên thì Victor Masaray đã góp phần mang về trọn vẹn 3 điểm cho đội chủ sân Thiên Trường. Văn Hoàng vẫn đang xử lý tốt những tình huống bóng bổng. Cú sút khá nguy hiểm. Bốn pha bóng mà người ta cần phải nhắc lại về khả năng sút xa của Hoàng Xuân Tân. Dấu ấn lớn nhất của Hoàng Xuân Tân, bàn thắng đẹp nhất của Hoàng Xuân Tân có lẽ là pha lập công của anh trên sân Pleiku. Đây là đợt phản công của Sông Lam Nghệ An dẫn tới tình huống 3-3. Và đây là pha xử lý của Phan Văn Đức. Trong tất cả những cú dứt điểm của Sông Lam kể từ đầu trận thì thủ môn Đinh Xuân Việt của Nam Định đều đã xử lý tốt. Đây là trận đấu thứ 6 của Đinh Xuân Việt trong màu áo của Nam Định mùa này. Quế Ngọc Hải. Cầu thủ đã bị phạm lỗi là Victor Masaray. Các trung vệ của Sông Lam Nghệ An chơi đầy kinh nghiệm. Họ không để mình bị đẩy vào thế phải đua tốc độ với Fagan hay là Victor Masaray. Thay vào đó là áp sát và phạm lỗi khi cần thiết. Diễn biến đã diễn ra ở hiệp đấu thứ hai cho tới thời điểm này,
cơ hội để cho các cổ động viên được ăn mừng bàn thắng. Xem chừng vẫn còn tương đối xa vời. Tính quyết liệt và máu lửa thì có thừa, nhưng những pha bóng thực sự có điểm nhấn để người ta có thể nghĩ tới bàn thắng thì vẫn chưa thấy đâu. Mai Xuân Quyết sẽ rời sân. Vào sân là Trần Ngọc Sơn. Đó là sự thay đổi người thứ 3 của huấn luyện viên Văn Sĩ. Một nửa thời gian thi đấu của hiệp 2 đã trôi qua. Trận đấu trên sân Rồng Thiên Trường ở vòng đấu thứ 12 của giải bóng đá vô địch quốc gia Nai Úc V-League 1 vẫn đang có tỷ số hòa không bàn thắng. Đây là trận đấu duy nhất ở vòng đấu thứ 12 cho tới thời điểm này chưa có bàn thắng nào được ghi. Trong trận đấu đã kết thúc vào ngày hôm nay, BKMX Bình Dương đã vượt qua câu lạc bộ Sài Gòn với tỷ số 2-1. Đình Hoàng xử lý hay. Đình Hoàng không thể dứt điểm, hơi lỡ nhịp một chút. Mario cánh phải tiếp tục là Đình Hoàng, nhưng lần này là một đường chuyền không tốt, nhưng đó cũng là một pha bóng lập bập của hậu vệ Nam Định. Sút xa vào, những cú sút xa thứ vũ khí cực kỳ nguy hiểm. Sông Lam Nghệ An đã có được bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0. Ở trận đấu ngày hôm nay thì các học trò của huấn luyện viên Huy Hoàng rất tích cực sút xa, không có nhiều những cú sút xa chính xác, nhưng một pha bóng như vậy đã mang về bàn thắng đầu tiên cho đội khách. Cú sút rất hay. Pha bóng tưởng chừng như là các hậu vệ của Nam Định đã phải giải quyết mọi thứ tốt hơn sau đường chuyền không thực sự hay của Đình Hoàng, nhưng họ lại lúng túng và bóng bật ra vào đúng tầm dứt điểm. Sông Lam Nghệ An dẫn 1-0. Đình Tiến đã có một cú sút xa có thể nói là quá hay. Nếu thắng trong trận đấu ngày hôm nay thì Sông Lam Nghệ An sẽ vươn lên vị trí thứ 2. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha xử lý của số 15. Cú sút với lực đi cực tốt. Đinh Xuân Việt đã chơi không tồi cho tới những phút vừa rồi. Từ chối hàng loạt cơ hội của các chân sút Sông Lam Nghệ An, nhưng ở pha bóng này thì anh đã bị đánh bại. Một không, Sông Lam Nghệ An vươn lên dẫn trước. Một vòng đấu mà câu lạc bộ Nam Định có được thuận lợi khi các đội bóng đang cạnh tranh với họ ở nhóm cuối, đó là Sài Gòn và Thành phố Hồ Chí Minh, đều đã thua. Nhưng bây giờ thì trên sân nhà họ cũng đang để cho đội khách Sông Lam Nghệ An dẫn trước. Và anh đâu ngược. Đó là Diogo Fagan. Đội bóng áo vàng bắt buộc sẽ phải chơi mạo hiểm hơn. Họ đã bị đối phương vươn lên dẫn trước. Và thật khó để có thể chấp nhận một kết quả như thế này trên sân nhà, ngay sau khi mà họ vừa có được một thắng lợi quan trọng ở vòng đấu thứ 11 trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
Ở vòng đấu trước thì Nam Định đã vượt qua câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 2-1. Trong nỗ lực để tìm kiếm bàn thắng, huấn luyện viên Văn Sĩ đã quyết định sử dụng Trần Ngọc Sơn. Cầu thủ đã ghi bàn ở vòng đấu trước, bàn thắng quyết định để mang về 3 điểm cho câu lạc bộ Nam Định. Nhưng khi những tính toán này còn chưa phát huy hiệu quả thì đội chủ nhà đã phải đón nhận bàn thua. Đội khách sẽ có thêm một sự thay đổi người. Cầu thủ vào sân là hậu vệ Hồ Văn Cường. Và tính toán để duy trì hệ thống an toàn giúp cho Sông Lam Nghệ An có thể hướng tới 3 điểm trọn vẹn ngày hôm nay. Và cầu thủ rời sân đó là Đình Tiến. Hãy cùng xem lại tình huống đã dẫn tới bàn thắng mở tỷ số của Đình Tiến. Một cú sút xa có thể coi sẽ mang lại cho người hâm mộ một trong những pha lập công đẹp nhất của vòng đấu thứ 12 này. Hữu Định để mở bóng rất nguy hiểm. Đã có một tình huống cản người không bóng nhưng trọng tài Hoàng Thanh Bình đang để cho Sông Lam Nghệ An được hưởng phép lợi thế. Chỉ có hai cầu thủ ngoài của câu lạc bộ Nam Định ở phía trên. Mà sau đây rất đơn giản với một quả tạt kiểu cầu Âu như vừa rồi thì rất khó cho người ở phía trong. Những quả tạt căng và có độ xoáy mới là những thứ mà các trung phòng ngoại chờ đợi. Khó khăn chồng chất khó khăn với đội chủ nhà Nam Định. Họ sẽ phải nỗ lực hơn nằm níu giữ ít nhất là một điểm ở lại với sân Thiên Trường. Trong một vòng đấu mà các đối thủ cạnh tranh trực tiếp đều đã thua thì việc không có điểm sẽ là một điều vô cùng tai hại. Trung Hiếu. Người vừa ngăn chặn đó là Quế Ngọc Hải. Đá chân trái không thành công. Các hậu vệ của Sông Lam Nghệ An đã chơi lăn xả. Vasco Mario. Một thế trận mà chắc chắn là các cầu thủ Sông Lam Nghệ An sẽ cố gắng cầm nhịp và giúp cho mọi thứ trở nên an toàn hơn với họ. Các trung vệ của Sông Lam Nghệ An có đủ kinh nghiệm để ngăn chặn trong những pha bóng như vừa rồi. Còn 15 phút nữa trong thời gian thi đấu chính thức.
Sông Lam Nghệ An đang dẫn trước với tỷ số 1-0. Một khoảnh khắc xuất thần của Đình Tiến đã giúp cho đội khách vươn lên. Huấn luyện viên Vạn Sĩ đã thay 3 cầu thủ. Cần phải nhanh hơn. Tất cả những giải pháp bằng những đường chuyền từ biên đều đang không mang lại hiệu quả. Tình huống trước đó thì trọng tài Hoàng Thanh Bình đã dành cho Phạm Mạnh Hùng một chiếc thẻ vàng. Thẻ vàng do lỗi cản người không bóng. Và pha bóng đó là tình huống mà trọng tài đã cho các thủ Sông Lam Nghệ An được hưởng phép lợi thế. Đây chính là pha bóng đã dẫn tới chiếc thẻ vàng của Phạm Mạnh Hùng sau đó. Với chiếc thẻ vàng phải nhận ở trận đấu ngày hôm nay thì Phạm Mạnh Hùng đã có cho mình 5 chiếc thẻ vàng ở mùa giải 2022. Và sâu kín rất hay của Phạm Văn Đức nhưng không thể dứt điểm. Đình Hoàng. Thời gian cứ chậm chậm trôi đi. Trên sân nhà Nam Định vẫn đang để cho đối phương dẫn trước một bàn. Cho dù đó là một khoảnh khắc xuất thần của Đình Tiến, nhưng có thể nói là xét về tổng thể, Sông Lam Nghệ An là đội bóng có được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, đặc biệt là trong hiệp 1. Đội bóng tận dụng cơ hội tốt hơn, đang có được lợi thế dẫn trước. Ta sẽ cùng xem lại pha đi bóng của Phan Văn Đức trước đó. Có lẽ đây là những phút cuối hiệp 2 và anh đã đuối sức hơn một chút. Rất chậm rãi. Không có gì phải vội vàng với các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Họ đang chơi trên sân khách và dẫn trước đối thủ 1-0. Đúng là quãng thời gian mới chỉ 2 tuần với câu lạc bộ mới có lẽ là vẫn chưa đủ để cho Mansaray và Fagan thực sự trở nên ăn ý. Có nhiều những pha di chuyển giữa hai cầu thủ này vẫn có sự chồng chéo cho với nhau. Phạm Văn Đức. Phạm Văn Đức lại bị trượt chân. Xuân Mạnh. Đường chuyền khá hay. Đó là pha bóng hướng tới vị trí của Oseni. Sau
Sông Lam Nghệ An sẽ có hai chuyến làm khách liên tiếp. Đầu tiên là trên sân Thiên Trường và vào tuần sau sẽ là trận đấu trên sân Hàng Đẫy của câu lạc bộ Viettel. Phút 81 rồi, Phan Văn Đức đang bị đau. Có lẽ không phải là một vấn đề quá lớn với Phan Văn Đức, nhưng anh có lẽ là đã đuối sức một chút ở những phút cuối của hiệp 2. Đây thì cũng trượt chân trước đó. Đây sẽ là những giây phút cực kỳ quan trọng. Cách biệt giữa đội vẫn đang chỉ là một bàn. Phan Văn Đức có lẽ là sẽ không thể tiếp tục thi đấu nữa. Tốc độ, ô sẽ đi, cơ hội trôi qua quá đáng tiếc. Sức mạnh của những cầu thủ mới vào sân thay người của Sông Lam Nghệ An đang phát huy tác dụng. Pha lên vừa rồi là của Hồ Văn Cường, anh đã cố gắng để tạo ra đường truyền cho Oseni. Sông Lam Nghệ An đã sử dụng Văn Việt để thay thế cho Phan Văn Đức. Nếu như Oseni nhanh hơn, quyết định xử lý một chạm thì có lẽ là anh sẽ có được một cơ hội tốt hơn. Ngọc Sơn, đóng góp của Ngọc Sơn cho Nam Định ở vòng đấu trước là một bàn thắng và một chiếc thẻ vàng. Bàn thắng ở phút thứ 88 đã giúp cho Nam Định có 3 điểm trọn vẹn. Bây giờ thì tới lượt Oseni bị đau. Trợ lý Văn Quyến và những cầu thủ dự bị của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, đội khách đã thay 3 cầu thủ. Nếu như Oseni không thể tiếp tục thi đấu, họ vẫn còn tiền đạo Phan Xuân Đại. Trước đó thì Phan Văn Đức đã buộc phải rời sân bởi chấn thương. Vòng đấu này là vòng đấu mà Sông Lam Nghệ An không có Olaha. Oseni phải hoạt động vất vả hơn. Phan Văn Đức đã bị đau, rời sân, bao giờ tới lượt vấn đề đối với Oseni. Như vậy là Oseni đã có thể quay trở lại sân thi đấu. Và đây là phút thứ 85. Một thắng lợi sẽ giúp cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An tạm vươn lên vị trí thứ hai trước khi Hoàng Gia Lai tới làm khách trên sân Hàng Đẫy vào ngày mai. Không quá vội vàng.
Sở Nam Nghệ An có được sự chủ động. Hoàng Văn Khánh. Sự bổ sung Hoàng Văn Cường cho những đường tốc độ ở bên phía lan cánh phải đang là thứ mà huấn luyện viên Huy Hoàng thực hiện rất tốt. Trong những phút thi đấu vừa qua thì với sức trẻ và nền tảng thể lực có thể nói là dồi dào, sau khi được tung vào sân anh liên tục xé toang hành lang cánh trái hàng phòng ngự của câu lạc bộ Nam Định. Bên phía câu lạc bộ Nam Định thì Hoàng Xuân Tân sẽ rời sân. Cầu thủ vào sân là Đinh Sơn. Mansaray quá mạnh. Không còn nhiều thời gian nữa. Vòng đấu tiếp theo, câu lạc bộ Nam Định sẽ phải tới làm khách trên sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trong khi đó thì câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An sẽ có chuyến làm khách thứ hai liên tiếp. Họ sẽ di chuyển ra thủ đô và gặp câu lạc bộ Viettel. Đinh Viết Tú. Ngọc Sơn. Quá đơn giản. Lỗi thuộc về Hồ Văn Cường. Những nỗ lực của câu lạc bộ Nam Định để hướng tới bàn thắng san bằng tỷ số trong những phút ngắn ngủi còn lại. Trận đấu mà họ đã chơi không tốt, có thể nói là như vậy. Nhưng với khoảng cách một bàn thì vẫn còn cơ hội cho đội bóng của huấn luyện viên Văn Sĩ để kéo lại một điểm. Không được. Một loạt những pha bóng lộn xộn trong khu vực 16m50 của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Lần lượt là Đinh Sơn và sau đó là Victor Mansaray. Văn Cường vừa phải nhận một chiếc thẻ vàng và giải pháp ngắn nhất dành cho đội bóng áo vàng để tiếp cận khung thành đối phương lúc này là những đường truyền dài. Quả bóng vừa rồi của Alisson đã bị bắt bài. Thời gian thi đấu chính thức của trận đấu giữa Nam Định và Sông Lam Nghệ An đã hết. 1-0 là tỷ số trên sân Thiên Trường vào lúc này, với bàn thắng duy nhất được ghi do công của tiền vệ Đình Tiến. Trần Đình Tiến đã có một cú sút xa đẹp mắt
và giúp cho Sông Lam Nghệ An vẫn đang có được lợi thế cho tới thời điểm này khi trận đấu đã bước vào những phút đá bù giờ, 5 phút đá bù giờ. Oseni. Ngọc Sơn. Bóng đã đi hết đường biên. Để có thể làm nên chuyện với một lối chơi đơn điệu như vậy. Nhưng có lẽ là các cầu thủ Nam Định cũng không còn một giải pháp nào khác. Thời gian không còn nhiều. Họ chỉ còn cách là treo bóng vào khu 16m50 của đối phương. Trung Hiếu. Cố gắng phối hợp với nhau nhưng không được. Đây đã là phút đá bù giờ thứ hai. Chỉ còn 3 phút nữa thôi. Một chút nôn nóng. Và đây thực sự không phải là ngày dành cho các chân sút của câu lạc bộ Nam Định. Và trên hàng tấn công thì cả Fagan và Mansaray không tạo ra được một dấu ấn tích cực nào cả. Và để cho đối phương có được một thế trận có thể nói là nhuần nhuyễn hơn, hợp lý hơn. Và bàn thắng cũng là thứ mà Sông Lam Nghệ An đang sở hữu để hướng tới 3 điểm trọn vẹn. Thẻ vàng. Trọng tài Hoàng Thanh Bình cho rằng là thủ môn Văn Hoàng đã cố tình kéo dài thời gian. Trọng tài đã ra dấu hiệu chờ coi để Văn Hoàng thực hiện tình huống phát bóng của mình. Và như vậy là quả phát bóng này lại phải thực hiện lại một lần nữa. Phút đá bù giờ thứ tư rồi. Trung Hiếu. Chỉ có một giải pháp là nhồi bóng dài lên phía trên. Để thua trong trận đấu ngày hôm nay thì Nam Định sẽ chỉ có 10 điểm. Họ chỉ hơn Thành phố Hồ Chí Minh 1 điểm. Hơn Sài Gòn 3 điểm. Và thật tiếc cho đội chủ sân Thiên Trường trong một vòng đấu mà các đối thủ như Sài Gòn và Thành phố Hồ Chí Minh đều đã để thua thì họ cũng để thua. Phút đá bù giờ thứ 5, phút đá bù giờ cuối cùng. Alisson. Chệch choạc như vậy thì sẽ khó có thể làm nên chuyện. Trung Hiếu. Mọi thứ có lẽ là đã kết thúc với câu lạc bộ Nam Định. Trận đấu chỉ còn được tính bằng giây. Thắng lợi trong trận đấu này sẽ giúp cho Sông Lam Nghệ An có trận thắng thứ 6 kể từ đầu mùa giải. Và họ sẽ tạm vươn lên vị trí thứ 2. Hoàng Anh Gia Lai sẽ lùi xuống vị trí thứ 3 và chờ đợi trận đấu
của họ với Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày mai. Thắng lợi giải quyết cho Sông Lam Nghệ An khá nhiều điều sau khi để thua Hà Nội và hòa Đông Á Thanh Hóa. Đây là một trận đấu quan trọng để họ có thể trở lại. Alisson không được, không có cú chạm bóng vào thời điểm quan trọng nhất. Một trận đấu mà Sông Lam Nghệ An đã có được tất cả những gì mà họ cần. 3 điểm trọn vẹn, trận thắng thứ 6 trong mùa giải, tạm vươn lên vị trí thứ 2 và tạm rút ngắn cách biệt với đội bóng dẫn đầu là câu lạc bộ Hà Nội xuống còn 3 điểm. Mặc dù vậy thì vào lúc này câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã đá nhiều hơn so với Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai một trận. Dù sao thì cũng xin được chúc mừng câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An với thắng lợi này. Họ là đội bóng đã chơi hợp lý hơn trong gần như là xuyên suốt 90 phút của trận đấu. Một lối đá có nét hơn và 3 điểm là điều hoàn toàn xứng đáng. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của Trần Đình Tiến từ một cú sút xa đẹp mắt. Trong đó đối với Nam Định, đây là một trận đấu nhạt nhòa của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ và những người học trò của mình. Sau khi giành thắng lợi trước Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng đấu trước, thì họ đã không tận dụng được cơ hội khi ở vòng đấu thứ 12 này, Sài Gòn và Thành phố Hồ Chí Minh đều đã để thua. Nhưng Nam Định, đội thi đấu sau cùng, cũng đã để thua và không có được điểm nào. Buổi tổng kết trận đấu giữa câu lạc bộ Nam Định và Sông Lam Nghệ An của chúng tôi xin được phép khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin được chúc mừng Đình Tiến và câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã có một chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Vậy thì cảm nhận của Tiến như thế nào khi em đã có một bàn thắng rất đẹp ở trong trận đấu này? Cảm xúc của em là hạnh phúc khi thắng ở trên sân Thiên Trường. Vì ở đây chảo lửa Thiên Trường là một nơi mà các cầu thủ đều muốn thể hiện ở trên sân này. Hôm nay đội Sông Lam có một trận đấu tốt, tuân thủ chiến thuật của đội. Anh được biết thì Đình Tiến trở về từ câu lạc bộ Xổ số Kiến Thiết Cần Thơ và mùa giải 2020 em đã trở lại với Sông Lam Nghệ An nơi đã đào tạo em, và em đã rất là cố gắng và quyết tâm, và đây là bàn thắng đầu tiên của Tiến sau 3 năm, thì em thấy là nó có bù đắp và đền đáp xứng đáng cho những cái cố gắng không biết mệt mỏi của em. Em nghĩ là bàn thắng thì cầu thủ nào cũng đều muốn có bàn thắng, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là cái thành tích mình đóng góp cho đội tập thể. Anh được biết thì Đình Tiến cũng có điểm mạnh là những pha tạt bóng. Vậy thì những cái pha tạt bóng của em thường rèn luyện như thế nào để có thể tốt hơn và chính xác hơn? Mình trong những buổi tập thì mình cần chăm chút hơn. Tập như thế nào thì vào trận đấu thì nó như thế. Sông Lam Nghệ An thì đã vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Thì em nghĩ gì về cái chức vô địch của đội bóng ở mùa giải năm nay? Và Sông Lam Nghệ An được đánh giá là cái đối thủ mà gây ra rất nhiều khó khăn cho các đội bóng ở V-League. Thì em nghĩ gì về điều này? Sông Lam năm nay là một tập thể đoàn kết. Không phải là mục tiêu của đội thì mục tiêu của đội là cứ cố gắng từng trận, chứ chức vô địch thì cái là cứ phải cuối giải biết được. Đội cứ từng trận cố gắng. Xin được chúc mừng Đình Tiến một lần nữa và chúc mừng câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.